Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đã giúp cho khoảng cách giữa con người và công nghệ thì đang ngày càng thu hẹp. Và với sự phát triển như vũ bão, các chương trình máy tính hiện nay thì đã có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật với chất liệu rất cao chỉ trong vòng có vài giây thôi ạ. Dạ vâng, và với lĩnh vực âm nhạc thì cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó ạ. Hãy cùng 18 giờ xem AI có thể hỗ trợ người dùng như thế nào trong sáng tác nhạc. Và tôi sẽ sống như những gì. Được đào tạo chính quy là một kỹ sư công nghệ thông tin, đã từng là một lập trình viên phần mềm cho một tập đoàn lớn về công nghệ. Nhưng Phạm Minh Thành lại có một niềm đam mê sâu sắc với âm nhạc. Có lẽ bởi thế nên Phạm Minh Thành là một trong những ca nhạc sĩ trẻ có nhiều khám phá tiên phong sử dụng công nghệ trong âm nhạc, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Thành có thể cho biết là đối với việc sáng tác âm nhạc thì trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ con người ở trong những lĩnh vực nào không? Chúng ta phải hiểu là một bài hát thì sẽ có hai phần. Chúng ta cần phải làm hai phần, đấy là phần giai điệu và phần ca từ. Thì trí tuệ nhân tạo đã giúp chúng ta rất nhiều trong cái việc là có thể làm về cái phần giai điệu, sáng tác giúp chúng ta cái phần giai điệu và có thể là sáng tác phần lời hoàn toàn mới để từ đấy chúng ta có thể phát triển một cái giai điệu mới. Hiện nay thì công cụ ChatGPT đang được rất là nhiều người biết đến và có thể nói là bùng nổ trên toàn thế giới. Thành đã thử cái công cụ ChatGPT này trong sáng tác nhạc chưa? Thực sự thì mình có thử ChatGPT rất nhiều lần và cảm thấy thực sự là wow, vì ChatGPT nó rất là hiểu mình, thậm chí là đưa những cái ý tưởng của mình vào trong một cái phần lời mà rất là chính xác, rất là mạch lạc. Và mình tin rằng là sắp tới khi mà con chatbot GPT này nó được huấn luyện nhiều thì nó có thể viết ra những cái phần lời xuất sắc. Sở hữu kho kiến thức khổng lồ, ChatGPT sẽ hồi đáp tất cả những gì được hỏi theo một cách tự nhiên nhất. Chỉ chưa đầy 30 giây, trí tuệ nhân tạo sẽ ngay lập tức trả về cho người dùng một đoạn lời bài hát theo nội dung yêu cầu. Không hề vô lý khi có những người tỏ ra lo ngại rằng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo sẽ khiến nhiều nghề mất đi. Đứng trên cái khía cạnh một người làm về công việc sáng tác thì mình thấy là những cái phần ca từ của chatbot GPT đang hỗ trợ cho chúng ta thì nó đang ở mức rất là thô sơ, và nếu mà để so sánh với một cái phần sáng tác của một người nhạc sĩ thì nó đang là một khoảng cách rất là lớn. Do đó các nhạc sĩ thì không phải lo cái chuyện là thất nghiệp trong cái thời điểm hiện nay. Tuy nhiên là chúng ta cần phải nhìn nhận công nghệ thông tin đang phát triển theo cấp số nhân. Do đó, cái việc mà chatbot có thể thông minh hơn trong cái thời gian sắp tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bây giờ để cho quý vị khán giả có thể dễ hiểu hơn thì Thành có thể thử nghiệm sáng tác một đoạn lời bằng công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT được không? Bây giờ thì mình sẽ cùng với trí tuệ nhân tạo AI sẽ viết một cái đoạn lời và sau đấy mình sẽ phổ nhạc cho đoạn lời đấy để cùng đón các anh chị của Đài Truyền hình Hà Nội đến với nhà mình. Bước đi trên con đường văn chương, những nơi tôi đứng có những con người nét mặt cười và giọt nước mắt. Tôi muốn gửi tặng tên các anh chị phóng viên của đài